Chào các em, ngay bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các em học cách học bài số 23, tức là bài về động lượng và định luật bảo toàn động lượng. Nội dung chính của bài thì thầy có thể liệt kê cho các em một số cái nội dung chính của cái bài học này. Đầu tiên, số 1 là các em phải trả lời được cái khái niệm vector động lượng của một vật hay là hệ vật. Chú ý là phải làm rõ được khái niệm vector động lượng của một vật hay một hệ vật. Cái số 2 mà cần phải nắm thông qua cái bài học này, đấy chính là khái niệm xung lượng của lực là gì. Cái số 3 mà chúng ta cần nắm thông qua bài học, đấy chính là khái niệm hệ cô lập là gì. Cái số 4 mà chúng ta cần nắm được, đấy chính là định luật bảo toàn động lượng. Và cái số 5 mà chúng ta cần phải dùng cái hệ quả của định luật bảo toàn động lượng để xét cái va chạm mềm. Và số 6 là chúng ta hiểu biết sơ qua về cái chuyển động bằng phản lực. Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cái vấn đề 1, 2, 3, 4, 5 trong 5 cái vấn đề của bài học. Số 1 là khái niệm vector động lượng của một vật và của một hệ vật. Thì rất đơn giản thôi, nếu một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc là gì? Vận tốc là v. Vật khối lượng m này chuyển động với vận tốc là v, thì cái đại lượng p, vector p ký hiệu bằng m nhân với v, gọi là động lượng của vật m. Đây là vector động lượng của vật m. Các em chú ý như vậy, vector động lượng của một vật là p bằng mv. Và tiếp theo là chúng ta cần phải nắm cái khái niệm vector động lượng của một hệ vật. Đây là p của vật. P của hệ vật thì được định nghĩa chính là bằng p của hệ này, vector động lượng của một hệ vật thì sẽ bằng tổng vector. Các em chú ý là tổng vector này, động lượng của các vật trong hệ. Như vậy là khái niệm vector động lượng của một hệ vật là như vậy. Tức là viết cụ thể ra cái trường hợp này chính là bằng P1 cộng gì nhỉ? Chấm chấm cộng đến PN. Trong trường hợp hệ của chúng ta có N gì? N vật. Và các em có thể viết cụ thể hơn nữa, tức là M1V1 cộng M2V2 cộng đến MNVN. Như vậy xong được ý thứ nhất là định nghĩa vector động lượng của một vật và một hệ vật. Và thông qua cái định nghĩa này thì các em cũng phải sơ bộ nắm được đặc điểm của vector động lượng. Và bởi vì hằng số m này là hằng số như thế nào nhỉ? Dương, lớn hơn 0. Cho nên là chúng ta có thể suy ra được p nó sẽ cùng phương, cùng chiều với vector vận gì? Vận tốc. Vector động lượng thì sẽ cùng phương, cùng chiều với vector vận tốc. Và về mặt độ lớn thì p của chúng ta sẽ bằng gì? P sẽ bằng m nhân gì? Nhân v. M nhân v. Và thông qua cái biểu thức của P bằng M nhân v này thì chúng ta cũng mường tượng được đơn vị của động lượng. Đơn vị sẽ là, trong hệ SI sẽ là kg nhân với mét trên gì nhỉ? Trên giây. Đây là hệ SI, bởi vì là M của chúng ta xác định bằng kg và v xác định bằng mét trên giây. Như vậy xong cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là một, chúng ta nạp thêm một cái khái niệm mới, tức là xung lượng của lực. Xung lượng của lực thì xuất phát từ cái định luật 2 này,
cái ý đây là ý số 1 rồi. Xuất phát từ cái định luật 2, chúng ta có nội dung của định luật 2 Newton là gì? Định luật 2 này là F bằng M nhân gì? M nhân A. F bằng M nhân A, đúng nhỉ? A lại bằng gì? A lại bằng M nhân với delta V trên delta delta T, delta V vector trên delta T vector, đúng không? Và viết lại thì chúng ta sẽ có F nhân với delta T nhân chéo thằng này là đây, và viết tường minh cái thằng kia ra. M nhân với V, V2 trừ V1 chính là delta V, đúng không? Vận tốc lúc sau chứ vận tốc lúc trước thì delta V. Và đưa M vào trong thì chúng ta thấy cái này chính là bằng P2 trừ P1, P sau trừ đi P, P trước, P sau trừ P trước, người ta ký hiệu là bằng delta P. Cái này gọi là độ biến thiên động lượng. Độ biến thiên động lượng, động lượng của một vật, của một vật trong khoảng thời gian từ lúc vận tốc là V1 đến vận tốc là V2, hay là trong khoảng thời gian delta T. Còn cái đại lượng này tức là tích của lực tác dụng nhân với thời gian mà lực tác dụng lên vật, người ta gọi là xung lượng. Xung lượng, xung lượng của lực trong khoảng thời gian là delta gì? Delta T. Nói tóm lại là từ đây thì chúng ta có thể phát biểu một cái dạng khác. Sau khi đưa ra khái niệm xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng của một vật, thì chúng ta có thể phát biểu dạng khác của định luật 2 Newton, nữa là gì? Độ biến thiên động lượng của một vật thì bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian mà chúng ta đang xét. Và dạng khác của định luật 2 Newton chính là, dạng khác chính là gì? Dạng khác định luật 2 này chính là delta P thì bằng F nhân với delta gì? Delta T. Đây người ta gọi là dạng khác của định luật 2 Newton. Các em chú ý là mục số 2 chúng ta nạp thêm cái khái niệm xung lượng của lực. Và số 3 là chúng ta xét cái khái niệm hệ cô lập. Đây. Thế nào là một hệ cô lập? Thì ở đây sách giáo khoa người ta có đưa ra cho chúng ta khái niệm về hệ cô lập. Bởi vì gần như các định luật bảo toàn của chúng ta là áp dụng cho các hệ cô lập, cho nên là chúng ta phải đưa ra khái niệm hệ cô lập là gì. Thế hệ cô lập là gì? Một hệ nhiều vật, tức là từ hai vật trở lên, được gọi là hệ cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ. Các em chú ý, khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ, hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cũng cân bằng. Đấy, tức là một hệ không trao đổi ngoại lực, không trao đổi lực với hệ với các vật ngoài hệ, hoặc nếu có thì các ngoại lực đấy cũng phải gì nhỉ, cân bằng nhau, thì người ta gọi là hệ cô lập về mặt lực tác dụng. Các em chú ý ở đây chúng ta chỉ xét về mặt lực tác dụng là hệ cô lập, tức là không có ngoại lực tác dụng, hoặc nếu có thì các ngoại lực phải cân bằng. Và trong trường hợp này thì các nội lực theo định luật 3 Newton là đối nhau từng đôi một, và nó gọi là nội lực. Đấy, hệ cô lập. Như vậy là hệ cô lập thì chúng ta tạm có thể ghi nhận nó chính là gì? Không chịu tác dụng của ngoại lực, thỏa mãn điều kiện là không có ngoại lực, hoặc là gì? Nếu có ngoại lực, nếu có ngoại lực thì các ngoại lực phải gì? Các ngoại lực phải cân gì? Cân bằng. Đấy, đấy là khái niệm hệ cô lập về mặt lực tác dụng. Tiếp theo là sau khi có khái niệm hệ cô lập rồi thì người ta sẽ đưa ra cái nội dung của cái định luật bảo toàn động lượng. Nội dung của định luật bảo toàn động lượng thì chỉ có một dạng, đó là số 3 rồi số 4 này. Nội dung định luật bảo toàn động lượng đấy là vector động lượng, vector động lượng của một hệ cô lập. Hệ cô lập các em chú ý người ta còn gọi là hệ kín. Hệ kín thì không đổi,
vector động lượng của một hệ kín định không đổi. Có nghĩa là nó được bảo gì nhỉ? Bảo toàn. Và chúng ta có thể viết là P1, P hệ thì bằng tổng các P của các vật trong trong hệ sẽ bằng gì? Một vector không gì nhỉ? Không đổi. Hoặc là chúng ta viết trong trạng thái sau, tức là sẽ là P1 phẩy cộng chấm chấm cộng đến PN N phẩy. Với P1 phẩy là động lượng của vật số 1 lúc sau, P1 là động lượng của vật số 1 lúc trước, PN phẩy là động lượng của vật N lúc sau, PN là động lượng của vật N lúc gì? Lúc trước. Tổng vector, các em chú ý rằng là biểu thức động lượng của định luật bảo toàn động lượng là tổng vector chứ không phải là tổng đại gì, đại số. Và đương nhiên rằng về mặt toán học thì chúng ta được cái phương trình này, phương trình vector này. Phương trình vector này viết trong trường hợp tổng quát có nghĩa là nó có thể đúng cho từng phương, mọi phương. Viết theo phương OX chỉ là P1X, PNX, P1X, PNX, tức là có thể áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho các phương khác nhau. Đấy là nội dung của định luật bảo toàn động lượng. Và ứng dụng của cái định luật bảo toàn động lượng, chúng ta sẽ xét một số cái tình huống, đấy là va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực. Thì ở đây các em chú ý rằng là va chạm mềm, cái khái niệm va chạm mềm chúng ta cần nắm vững để làm các bài tập cũng như học một số bài liên quan. Mấu chốt của cái va chạm mềm này là sau va chạm, đây, sau va chạm hai vật nhập làm một và chuyển động với cùng vận tốc. Tức là chúng ta có vật, đây là vật M1, vật M1 chuyển động với vận tốc V1 tới va chạm với vật, đây là vật M2. Lúc đầu là M2 đang đứng gì? Đứng yên. M2 đứng yên, tức là V2 sẽ bằng gì? V2 bằng 0. Và sau va chạm, đây là trước, tình huống trước, trước va chạm. Sau va chạm thì hai thằng nhập là 1, tức là chúng ta có một cái hệ này và hai thằng này chuyển động với cùng một vận tốc là gì? Vận tốc người ta ký hiệu là V. Ở đây cứ tùy thích các em có thể ký hiệu là gì cũng được. M1 và đây là M2, hai thằng nhập là 1. Thì áp dụng định luật bảo toàn động lượng, chúng ta có ngay được cái hệ quả của va chạm mềm. Xét cái điều kiện ở đây để động lượng được bảo toàn, động lượng của hệ được bảo toàn thì người ta bổ qua ma sát và hai thằng này chuyển động trên mặt phẳng ngang nhẵn này, tức là bổ qua ma sát rồi. Thì trọng lực và phản lực nó cân bằng, trọng lực và phản lực thì nó cân bằng, của các vật nó cân bằng. Như vậy là hệ nếu xét theo phương ngang thì không có lực tác dụng, xét theo phương thẳng đứng thì trọng lực và phản lực cân bằng. Cho nên hệ này được xem là hệ cô lập. Hệ cô lập thì chúng ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng đúng không nhỉ? Động lượng lúc trước, ở đây P trước thì chính là bằng P của thằng M1 cộng gì? P của thằng M2. Thằng này thì bằng gì rồi? Bằng 0 rồi. Và thằng này thì bằng M1 V1. Đấy là P trước. Còn P sau là gì? P sau là vẫn bằng P1 phẩy cộng gì nhỉ? P2 2 phẩy. P1 phẩy thì bằng M1 V. P2 phẩy thì bằng M2 nhân gì? Cũng là V. Bởi vì hai thằng này chuyển động với cùng vận tốc và người ta nhóm lại, nó thành M1 cộng M2 nhân gì? Nhân V. Đấy là khái niệm động lượng của một hệ. P trước bằng P sau thì chúng ta được cái phương trình này. Và thông qua cái phương trình này thì chúng ta suy ra được vận tốc của hệ hai vật ngay sau va chạm sẽ là M1 V1 trên M1 cộng M2. Tức là sau va chạm hệ hai vật chuyển động cùng hướng so với vật M1 lúc đầu. Đấy, bởi vì M1 hệ số dương đúng không nhỉ? Va chạm này người ta gọi là va chạm mềm. Như vậy điều kiện tiên quyết của va chạm mềm đấy là sau va chạm hai vật nhập làm một. Mà nhập làm một có nghĩa là nó sẽ chuyển động với cùng một vận tốc. Còn nguyên tắc chuyển động bằng phản lực thì các em có thể đọc tham khảo cái nguyên tắc chuyển động bằng phản lực này. Thì mấu chốt của nguyên tắc chuyển động bằng phản lực cũng là gì?
chúng ta có xét một hệ ban đầu đứng yên. Đứng yên có nghĩa là động lượng của nó sẽ bằng 0, sau đó nó tách thành hai phần. Tách thành hai phần tức là m nhỏ v nhỏ cộng m lớn v lớn. Thì nhớ rằng là tổng hai vectơ bằng 0 thì hai vectơ này phải cùng phương ngược chiều và có độ lớn bằng nhau. Chính vì thế mà chuyển động bằng phản lực thì khi một phần của hệ cô lập chuyển động về phía trước thì phần còn lại sẽ chuyển động về phía gì? Phía sau. Như vậy là với bài học này thì chúng ta cần nắm sơ lược 4-5 ý như vậy. Với cái đây sách giáo khoa thì có tóm lược cho chúng ta. Thế nhưng ở đây tóm lược thì vẫn chưa đầy đủ. Các em chú ý rằng là đây mới là khái niệm động lượng này. Rồi sau đó là nêu một số kết luận. Kết luận này kết luận đơn giản. Và động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn, là nội dung của định luật bảo toàn động lượng. Đương nhiên là cái phần này thì các em cần nắm thêm cái khái niệm là động lượng của một hệ, cũng như là xung lượng của lực, dạng khác của định luật 2 Newton, cũng như là cái va chạm mềm là cái mà chúng ta cần bổ sung vào là rất hay gặp. Bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập phía sau cái bài 2-3 này. Bài thứ nhất là chúng ta trả lời xem động lượng được tính bằng đơn vị nào. Bài tập số 5 trang 126, động lượng được tính bằng đơn vị nào. Ở đây người ta có liệt kê cho chúng ta một loạt các đơn vị: Newton nhân giây, Newton chia giây, Newton nhân giây, Newton nhân mét, Newton nhân mét trên giây. Thì để làm được cái bài toán này thì các em cần nhớ được cái kiến thức này. Thứ nhất, như thầy nhắc ban đầu, tức là động lượng có đơn vị trong hệ SI là gì? Động lượng căn cứ vào biểu thức là P bằng M nhân gì? M nhân V. Thì chúng ta suy ra được đơn vị chính là gì? Đơn vị trong hệ SI đấy chính là kg nhân với mét trên gì? Mét trên giây. Bởi vì M của chúng ta xác định bằng kg và vận tốc V xác định bằng mét trên giây. Đấy. Để trả lời thế, nhưng ở đây là các đơn vị gián tiếp cho nên buộc chúng ta phải tìm, đều xuất hiện Newton. Chúng ta xem Newton là gì thì nhớ này. Nhớ nhé. Nhớ khái niệm là trọng gì nhỉ? Trọng lượng. Trọng lượng thì đương nhiên đơn vị sẽ là new gì rồi? Newton. P bằng gì? P bằng M nhân G. Động lượng của một vật P bằng M nhân G. Thế thì P này là Newton, mà M là kg, G là mét trên gì? Dây bình. Như vậy là chúng ta có 1 Newton chính là bằng 1 kg nhân với 1 mét trên 1 dây bình phương, đúng không nhỉ? Quan sát cái này thì nếu như chúng ta chú ý rằng là nhân 2 vế của cái này với lại dây. Đây là nhân với dây. Nhân 2 vế với dây. Với dây. Thì bên này là Newton nhân gì? Newton nhân dây này. Còn bên này sẽ là kg nhân với gì? Mét trên gì? Mét trên dây, vì một lần dây rút gọn đi. Như vậy là chúng ta có 1 Newton nhân giây thì sẽ bằng 1 kg nhân với 1 mét trên 1 giây. Cái này chính là đơn vị của động gì? Động lượng. Như vậy kết luận là Newton nhân giây chính là đơn vị của động lượng. Các em chú ý, đây là bài số 5. Tiếp theo với bài số 6. Bài số 6 là một cái bài: một quả bóng đang bay với động lượng P thì đập vào vuông góc bức tường, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường và với độ lớn vận tốc, với cùng độ lớn vận tốc. Các em chú ý đi, độ biến thiên động lượng của bóng là, xác định độ biến thiên động lượng. Thì bài này thì mô tả rồi giải quyết cũng đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Chúng ta có một quả bóng này bay với vận tốc là gì? V, đúng không? Đây là bóng khối lượng M vào một bức tường, sau đó là bật ngược trở lại với vận tốc là v phẩy, và v phẩy này bằng v về mặt độ gì? Độ lớn. Đây thằng đang viết độ lớn, còn hướng của hai thằng này là ngược nhau, đúng không? Đây là m đi, m bật ngược trở lại theo phương vuông góc. Thế thì theo đúng chuẩn định nghĩa, chúng ta có delta p chính là bằng p sau trừ đi p gì? P trước. Đơn giản thế không? P sau trừ p trước. P sau thì bằng m nhân v gì? V phẩy trừ đi P trước là M nhân gì? Nhân V. Vận tốc lúc trước, vận tốc lúc sau.
Thế nhưng một điều mà các em cần chú ý rằng là hai thằng vector này v và v' cùng phương ngược chiều có độ lớn bằng nhau, thì về mặt tính chất vector chúng ta có thể viết là gì? V' sẽ bằng gì nhỉ? Trừ gì? Trừ v. V' sẽ bằng trừ v. Đúng không? V' bằng trừ v. Thế thì V' bằng trừ V, cho nên là chúng ta viết được delta P, suy ra được delta P chính là bằng gì? Viết lại là bằng, thay V' bằng trừ V vào thì ở đây chúng ta có trừ M nhân V này, trừ đi M nhân gì? M nhân V, và nó thành trừ 2 lần M nhân gì nhỉ? M nhân V. Mà M nhân V chính là gì? P, cho nên cái này chính là bằng trừ 2 lần gì nhỉ? P. Như vậy là delta P mà lại bằng trừ 2 lần P. Đây là tính chất của vector chứ không đại số, cho nên các em không cần phải ngạc nhiên lắm. Như vậy đáp số ở đây chính là D. Delta P của chúng ta bằng trừ 2 lần P. Các em chú ý như thế, phải có dấu trừ đằng trước. Tiếp theo là bài số 7. Một vật có khối lượng M trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc là 3 m/s, sau đó 4 giây có vận tốc là 7 m/s, tiếp sau đó 3 giây vật có động lượng là bao nhiêu. Thì giải quyết bài toán này cũng đơn giản thôi đúng không? Chúng ta sẽ phải làm sao? Phải tính được cái mấu chốt là tính động lượng, tức là P bằng gì nhỉ? M nhân V. M biết rồi đúng không? Thì buộc chúng ta phải tìm được cái đại lượng gì? V. Quy trình chúng ta có thể vẽ như sau. Đầu tiên này, mốc A này có vận tốc là 3 m/s này, mốc B này có vận tốc là 7 m/s này, 7 m/s này. Thời gian từ A đến B là mấy nhỉ? 4 giây này, 4 giây. Và bây giờ người ta đây có mốc C, mốc C thì chúng ta đang cần tìm là VC bằng bao nhiêu đúng không? Để tìm động lượng. Nhưng chúng ta biết rằng A cái đoạn này chính là bằng 3 gì? 3 giây này. Đúng không? Thì rất nhiều cách để chúng ta tìm được VC. Đầu tiên là chúng ta có thể tìm gia tốc. Gia tốc thì A chính là bằng delta V trên delta gì? Delta T. Chúng ta có thể áp dụng cho chặng từ A đến B, tức là VB tức là 7 trừ đi 3 là VA 4 trên khoảng thời gian này là 4 giây, và nó bằng 1 m/s gì? Giây bình. Sau đó là chúng ta có thể áp dụng cái V gì? VC này. VC thì chính là bằng V gì? VB cộng với A nhân với T, B gì? BC. VB thì bằng mấy rồi? 7 rồi này. Nhân với A cộng với A là 1, nhân với T đây là mấy nhỉ? 3. Thì nó ra bao nhiêu nhỉ? Ra là 10 mét trên gì? Trên dây. Như vậy là chúng ta tìm được VC 10 mét trên dây, và từ đó tìm được P. C tức là động lượng tại C sẽ bằng M nhân VC và đằng 2 nhân với 10 và bằng gì nhỉ? 20 kg nhân với mét trên gì? Trên dây. Như vậy đáp số của chúng ta có thể lấy được ngay đáp số là C bằng 20 kg mét trên dây. Câu số 8 thì là một cái câu đơn giản rồi đúng không nhỉ? CA có khối lượng 1.000 tấn vận tốc này, CB khối lượng 2.000 tấn vận tốc này, so sánh động lượng của chúng thì chúng ta có thể tính ngay được PA đúng không? Câu số 8 nhé. PA thì chúng ta tính bằng MA VA. BB thì bằng MB V gì? VB đúng không? Đấy. Thì PA so sánh thì chúng ta có thể lập tỷ số PA trên BB thì chính là bằng MA trên MB nhân với VA trên V gì? VB. Lập tỷ số thì thầy sẽ không cần phải đổi đơn vị, còn nếu em muốn so sánh được kiểu tính ra rồi so sánh thì chúng ta phải để cùng đơn vị. MA MB là 1.000 trên 2.000 này, như vậy cái này bằng 1 phần gì nhỉ? 1 phần 2 đúng không? MA trên MB bằng 1 phần 2. Và VA trên VB lại bằng gì nhỉ? Bằng 2. Như vậy cái này bằng 1. Điều đó có nghĩa là động lượng của PA và PB là bằng nhau. Kết luận là PA bằng gì? PB. Động lượng của hai xe là bằng nhau. Đó là bài số 8.
Bài số 9. Bài số 9 là một máy bay có khối lượng 160.000 kg, tức là 160 tấn. Bay với vận tốc là 870 km/h. Tính động lượng của máy bay thì câu số 9 chúng ta tính bình thường, nhưng độ đơn vị đúng không nhỉ? Đây, P của máy bay là bằng M nhân gì? Nhân V. Và cái này bằng 160.000 kg nhân với V. V chúng ta chuyển sang mét trên giây thì ở đây chúng ta có V bằng 870 km/h. Muốn chuyển km/h sang mét trên giây, chuyển sang mét trên giây này, thì chúng ta chuyển km sang gì? Mét, và chuyển giờ sang giây. Có nghĩa là nó sẽ bằng 870, chúng ta giữ nguyên, km sang mét là nhân với 1.000, còn giờ mà sang giây là 3.600. Như vậy là chúng ta sẽ có ngay được anh P của máy bay chính là bằng 16000 này, nhân với 870 này, nhân với 1.000 này, mà chia cho 3.600. Đây, như vậy là chúng ta lắp số vào thì chúng ta có thể tính được động lượng của anh này là bằng bao nhiêu. 16000 này nhân với 870 đúng không nhỉ, nhân tiếp với 1.000 mà chia cho 3.600, thì nó bằng 6.6 67 kg nhân với mét trên gì? Trên giây. Đó là động lượng của máy bay này tương đối lớn, bởi vì khối lượng nó lớn và nó đi với vận tốc là rất lớn. Đấy là một số cái bài toán, bài tập của bài tập số 23, tức là động lượng, định luật bảo toàn động lượng. Các em có thể tính toán đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một số cái bài toán của phần sách bài tập.